Uống một lon nước ngọt có ga mỗi ngày sẽ khiến bạn béo phì, không đúng, tiểu đường, không đúng luôn, mà sẽ làm bạn suy giảm trí nhớ, làm mòn răng, làm hỏng phổi, dễ mắc bệnh tim, giảm khả năng sinh sản nữ giới, ảnh hưởng thành tích thể thao, suy giảm chức năng tinh hoàn, tăng huyết áp, bệnh răng miệng. Bạn không tin ư? Cứ uống đều đặn và hậu quả sẽ đến nhanh hơn bạn nghĩ. Anh chị nào uống liên tục rồi thì cho xin ý kiến thử đi. Đúng nhận sai cãi. Còn không ai cãi thì để mình cãi trước nè. Uống mà suy giảm trí nhớ chắc là không rồi. Chứ mình cũng uống hàng ngày nè, có sao đâu. Chỉ có lâu lâu uống rồi mà quên. Tưởng là chú uống nên uống tiếp lon nữa thôi. Rồi còn cãi không? Còn chứ. Cụ thể thì body chúng ta sẽ bị tàn phá ra sao nếu uống nước ngọt có ga mỗi ngày? Theo Scientific American nghiên cứu được đăng đầu năm 2023 trên tạp chí Stroke cho thấy, việc uống nước ngọt có ga mỗi ngày có thể tăng gấp 3 lần nguy cơ suy giảm trí nhớ. Có vẻ như sự việc liên quan đến chất làm ngọt nhân tạo mọi người à. Khi mà các hãng không muốn người dùng bị tiểu đường, bị béo phì, họ đã thay bằng các chất làm ngọt hóa học và từ đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng theo một hướng khác. Nhiều người cũng thắc mắc là không biết có nghiên cứu nào cũng đồng quan điểm như thế này không? Và câu trả lời hầu như là chưa. Thế nên bắt mình ngừng uống nước ngọt thì hơi miễn cưỡng vì sẽ cần thêm nhiều nghiên cứu tương tự trước khi kết luận cuối cùng được đưa ra. Nhưng quan trọng là nó làm mòn răng thật khi bạn uống nước ngọt. Tất nhiên ở đây đang nói là có ga rồi nha. Một lượng đường sẽ bám lên răng. Đường cùng với những vi khuẩn có sẵn trong khoang miệng sẽ làm tăng axit, theo thời gian sẽ làm men răng suy yếu, xuất hiện nhiều mảng bám và dẫn đến sâu răng. Axit trong nước ngọt còn làm giảm nồng độ pH trong nước bọt, kích thích sự sản sinh vi khuẩn, làm răng của bạn bị ăn mòn. Vì thế mà ăn uống xong, vệ sinh răng miệng không kỹ sẽ dễ bị hư răng lắm nha. Cái này có thật, em trai mình bị rồi. Làm hỏng phổi, các nhà khoa học cho biết có liên quan giữa việc tiêu thụ nước ngọt với nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, làm tắc nghẽn luồng không khí vào phổi, gây khó thở. Việc uống nước ngọt thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen. Thôi thì đúng mà, đã thở khó, thở khò kè, tổng một lon nước ngọt vô, ga nó ọc lên tới não. Thôi sao không làm tắc nghẽn phổi tiếp, chấp nhận không cãi. Dễ bị mắc bệnh tim. Những người uống một lon nước ngọt mỗi ngày sẽ tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mãn tính CHD, có nguy cơ đau tim cao hơn 20% so với những người chỉ thỉnh thoảng uống. Ây da, cái này mình không có biết, không có nhớ nên không ý kiến. Ai bị rồi lên tiếng cãi giùm. Giảm khả năng sinh sản. Việc tiêu thụ một lượng lớn đường, bao gồm cả nước ngọt mỗi ngày, có thể ảnh hưởng lớn đến sự sinh sản của cả nam giới và phụ nữ. Những người uống ít nhất một lon mỗi ngày có xác suất mang thai thấp hơn 25% so với chị em không uống nước ngọt. Còn nam giới thì chất lượng tinh trùng thấp hơn. Thôi chắc chuyển sang rượu bia cho nó sung lại quá. Ảnh hưởng thành tích thể thao hay không? Nếu là vận động viên, bạn có thể được yêu cầu kiêng nước ngọt trong khi tập luyện, mặc dù không có bằng chứng cụ thể về mối liên hệ giữa nước ngọt và tập luyện thể thao. À, lại là một cú lừa đây. Thế thì mình cứ uống thoải mái chứ gì. Suy giảm chức năng tinh hoàn. Một nghiên cứu thực hiện trên gần 3.000 nam thanh niên ở Mỹ cho biết, thanh niên uống từ 220ml nước ngọt mỗi ngày có số lượng tinh trùng giảm đi trung bình 28 triệu con so với thanh niên không uống nước ngọt, đồng thời nội tiết tinh hoàn cũng giảm đáng kể. Thấy cũng đúng đúng đó nha mọi người, vì nhiều tài liệu nghiên cứu cũng cho ra kết quả tương tự. Uống nước ngọt hàng ngày, hầu như tất cả các thành phần có trong đó đều sẽ tàn phá cơ thể chúng ta. Không bệnh này thì cũng bệnh khác, không phải là uống mới bệnh, còn không uống là không bệnh nha. Mà người nào uống thì tỷ lệ mắc bệnh cao hơn, và khi bệnh sẽ nặng hơn, biến chứng sẽ khó lường hơn so với người uống ít hoặc không uống. Tăng huyết áp, bệnh răng miệng, loãng xương, yếu sinh lý, hỏng tim, hỏng phổi, bla bla, nói chung là bá bệnh luôn. Nếu như chúng ta uống nước ngọt đều đều mỗi ngày, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Uống nước lọc thôi mà uống nhiều quá cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nói chi là nước ngọt. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết được đâu là định mức đủ và tốt nhất của mỗi người? Thôi thì đành để dành clip sau vậy. Còn bây giờ hết video rồi, ra làm gấp một lon coca mát lạnh thôi mọi người ơi. Bệnh tật như thế nào tính sao vậy? Hãy cùng chờ xem nha.